dây anh cùng kỷ niệm hôm nay. Hoàng hôn đèn nhấp nhưng sao hôm nay lại người. Anh Giang đâu em? Anh Giang ngủ anh này, cay cả. Sao sáng nào ông đi uống về không bảo, không bảo em. Biết thế thì cũng đi uống rồi.
anh ơi, hôm nay anh Giang nghỉ anh em ạ. Mẹ mình cũng liều thật, kề không nào rồi. Mẹ đúng rồi, coi những ta còn ít đồ. Phát thằng kia bắn baby mà em một bao. Ôi chào thịt rò rò nhé. Em chào 58 anh em nhé. Anh em mà chưa like em một like nào. Trời ơi, anh buộc bỏ tôi chơi đi solo squad thế này chứ mấy thằng kia nó cả chỗ ra luôn em. Cay lắm. Hôm nào làm trận giao lưu đi anh. Này có bắn giao lưu đâu, buổi tối anh ta bắn bên nhà không đi solo nhát bắn giao lưu. Ô, anh chào Út Lâm nhá. Anh chào anh đồ chú nhá, chào thuyền tép nhé, bép nhé, hello mọi người. Ôi cảm ơn Út Lâm, hộ cầm 30 sao nhé, cầm cẩm hơn nhé. Em chào anh Xuân Phóng nhá, mọi người. Đang một môi em. Chơi game một mình. Sao mạng hát rác ấy nhỉ? Ủa, pin 96. Ồ, ra. À, ok, em chào anh Dick Trần nhá. Anh Giang hôm nay nghỉ mọi người ơi. Anh Giang hôm nay có công việc nghỉ rồi. Em không biết. Trời ơi, anh gọi mình thấy tự nghe bảo là hôm nay nghỉ à. Sao tiếng bé. Được chưa, được chưa? Chắc là cho em chỉnh ấy. Không anh em, hôm nay anh Giang nghỉ anh em ạ. Hôm nay nghỉ. Quá, thì nghèo thật đấy. À, anh em xem này, không đủ nổi khẩu đạn xanh cả. À đúng cái Mita, siêu nghèo. À rồi, em mới kéo nó lên đấy. Nay em chùi lau chùi cái bàn, chắc là đụng vào nó. Thôi, chào Quảng Định nhá, hello anh. Thôi đi thôi anh em ạ. Hoặc mình không có thằng nào thì mình đẩy nó cũng được anh em ạ. Không vấn đề gì. Em chào anh Cường Phạm nhá, hello anh. Chào Hưng Thịnh nhá. Em chào anh Hưng Thịnh nhá, đi nhậu á, thôi. Giờ đồng đội nó ăn cơm hết rồi. Anh Giang hôm nay nghỉ mọi người ạ.
Má để thằng kia có cân quả cay thật đấy. Ơi, biết tìm nó ở đâu đây anh em? Xem. Nhà này hay có người lắm. Giờ chẳng thấy thằng nào. Em chỉnh nhiều màu lên máy. Cái này là màu sáng lắm rồi đấy. Nhiều màu lên mà. Em chỉnh nhiều màu lên. Ôi, em chào anh bố trẻ con nhé anh ơi. Giờ đang ngồi chờ nó nè, chờ chờ thính nó rơi anh em ạ. Một thính rơi hai lên, hai tua lên đảo thì lấy khoảng 14 á. Xong nhảy xuống luôn. Vắn của 3K này chỉ bắp la. Nó định đứng, nó định phê em. Đau thế. Lượm kia đau thế mày. Đau ấy. Nó phát vào mồm luôn, cay vậy. Ngon này mày xuống đây. Mồm đau thật đấy. À, dùng iOS nha bạn này. iOS nha Khánh này. Chứ Android nó hay bị đờ. Rồi thằng kia cho bom phát mình lật lật đánh luôn. Mấy thằng này hình nãy ban nãy em. Ông có tiền không cho mượn 10 củ mua táo đi á? Mình có rất nhiều tiền. Có phải cái Android nó bị như thế mà Android nó dùng một thời gian là nó bị liệt đấy. Nó bị ấy mà. Ăn của bom phát mình giật tâm luôn. Cay thật. Điện thoại mới không á? Tại vì cấm không dùng Android, nói chung là Android dùng một thời gian là nó bị đơ á. Có phải đồ cùng đi á? Ờ nha, họ bắn lên hộp lắm. Chào Hoàng sô cô la nhá. Cái gì nhỉ?
cái gì này, xong mấy thằng Roy Park bắt với mình. Sao gửi ấy được không? À anh Giang nghỉ anh em ơi, hôm nay anh Giang nghỉ mọi người ạ, anh Giang nghỉ á. Lâu không bắn tìm á? Tìm thì vào bắn squat có gì em nhát, bắn đi, bắn đồ nào không thích. À em nhảy dù mẹ mưa à? Không có lượng này đâu nữa. À, để xem tình nhảy dù bọn này đâu nào. Ui thôi chắc là nhà ly thôi anh em ạ. À. Nhà ly chắc nó liếm rồi. Ui nhìn kìa, nhìn này. Ui thôi nhường tụi mày đấy. Của tụi mày tất. Thôi mình kiếm nhảy xe trong anh em ạ. À. Con này nó đá nhà ly à. Bắn solo thì nghỉ đi nhậu đi à, em chào bác Tuấn Anh nhá, hello bác. Làm sao đâu anh, thì người ta đang bắn thế này mà bằng. Có khẩu súng nào không nhỉ? Ủa, bị rồi. Để chân mình. Đau quá mày. Khốn thế. Ok ok em chào anh Dũng Đàm nhé, hay luôn. Lâu rồi mới xem em à, tí à? Em vẫn like bình thường mà. Em vẫn làm bình thường mà. Đây. Ôi, mới một game anh... mới nhảy dù một game anh ơi. Thoải mái. Anh cuộc đâu rồi á? Anh cuộc đi ngủ anh. Anh cuộc em đi ngủ. À thế báo thằng em đi hết, thế là đi ngủ. Cay thật. Nghỉ cũng không xin phép luôn. Đúng rồi. Anh như tóc. Làm thằng em ngồi ở nhà ngồi chờ xong gọi thấy bảo là đang ngủ. Anh bắn snip á, ok. Có gì đâu. Đơn giản. Đầu snip đầu này. Snip đầu này. FLR rồi. Ui, FLR rồi nè. Ờ em cho anh mình xe vấn nhé. U1P9 á, bắn tập gần. Không, không lên trần giáo anh em ơi, trần giáo vòng tròn là bắn được. Trời ơi, tầm như tụi em mà lên trần giáo nữa thì... Ông mà ai chết.
Mày nhún kinh rồi mày. Mẹ nó một mồ một ấy là gì vậy? Em bị thả không? Cái là như thật luôn. Em giật phải nổi. Bật khử đăng cưa đi anh nhá, khử đăng cưa ấy để làm gì ấy, anh không biết anh có bật hay không mà đâu nhỉ? Cái đồ họa này đúng không, khử đăng cưa tắt này, khử đăng cưa ấy để làm gì ấy, cần điều mạng. Ơ cái khử đăng cưa để làm gì đấy anh em? Sao thế? Đâu, anh không biết đấy. X4 này x2. Thế nhỉ? Nó cũng như thế mà. Em thấy nó cũng như thế anh em. Tiền bắt nó luôn anh em, bịt nó. Anh Giang anh nghỉ. Nguy hiểm. Bắn vỏ lót còn nguy hiểm. Ok, chân cầu thang. Anh ra đen đi đâu, ơ thật luôn. Anh không kiểu anh không khi nào anh mở ấy. Mình còn kiểu tắt anh em. Mấy thằng kiếm cay mình để xuống phục thù mình. Không, tại do anh không khi nào anh mở ấy, cho nên là mình kiểu mình cảm thấy bình thường. Kể cả mở cửa đăng cưa thì bây giờ nó cũng kiểu như kiểu tắt tắt mà. Có gì đâu. Em thấy bình thường á. Bao nhiêu củi? 65 xu à? Thôi được rồi, đi mua đồ xịn bắn ngồi. Xu mũ ba. Đồ xịn cắt kìa. Có đâu.
Không biết thật, trời ơi em không biết thật. Kiểu mình nhìn quen này, mình bán thường mình nhìn quen này. Kể cả có khử hay không thì nó cũng như thế. Máy. Cái thằng bắn nhau ở sau 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 này không? Lên đỉnh đồi này trách phát anh em. Ok. À thế à? Ok. Giờ anh mới biết đấy. Tại vì thường thường anh bắn đấy, anh ít khi anh tắt mấy anh bật cửa nó cười lắm. Anh ít khi mình bật đấy. Không biết rồi, anh cảm ơn Hoàng em nhá. Cảm ơn em. Nhưng mà anh thấy bắn nó cũng bình thường. Giờ mình nhìn quen rồi mà, em nhìn quen này. Hết sao rồi á? Hết sao free rồi á? Bú ba. Bú ba còn bao nhiêu xu? Bú ba là còn 30 xu à? 30 xu thì nó không đủ. Á, có thằng nào làm đây không biết. Ba. Cái này mượt đã mượt mà. Trời ơi mới chỉnh được ngon. Biết cách chỉnh này anh em. Biết cách chỉnh ngon. Này nó có bị nhưng mà lâu. Đi không anh nhé. Anh chào Mạnh Linh nhé. DJ đi đâu? Mình vẫn còn mạng hồi sinh đúng không? Thế thì chiến lên anh em ạ. Em vẫn còn mạng hồi sinh mà. Chiến lên. Ước một lần được sao free định mệnh á. Sao không sao chuyển khoản 20k ủng hộ không được vậy cầm á? Thế á? Thế á Khánh, cầm không biết. Cái tài khoản Vietcom cầm không bình thường mà, nó có lỗi gì đâu. Gì chứ cái ngân hàng Vietcom ít khi lỗi lắm. Đấy ông nào vừa bảo nó không lo sai nhưng mà kiểu nó lâu lâu nó mới bị một lần à, đỡ hơn trước đây nó bị ở ngoài nhà mấy con lợn này không biết lúc đâu hết rồi mấy con thằng chết này. Chắc là nhà ngã ba có người anh em ạ, kiểm qua có con ngã ba chắc con xem. Ok, không sao anh. Không sao Khánh ơi, thoải mái. Không được thì thôi. Cứ sao cũng được mà. Anh Giang nghỉ anh em ơi, hôm nay anh Giang nghỉ mọi người. Anh Giang hôm nay nghỉ á. Hai cái nhà này không biết có người hay không. Thế nó mở cửa trên nguy hiểm quá. Không biết cái thằng lợn này bắn nhau ở đâu rồi nhỉ. Chắc qua hầm check nó tí. Anh Giang hôm nay nghỉ.
Ok Khánh ơi, ok. À đúng rồi anh Toàn, Toàn ơi, hôm nay anh đang nghỉ anh ơi. Hôm nay anh đang nghỉ ấy. Nghe bảo hôm nay uống cái cồn. Có phải thật cái thằng này bắn nhau ở đâu vậy nhỉ? Đi một đúng một vòng luôn. Chung cư à? Không khéo chung cư thật. Toàn có chung cư để xem. Ôi hết xăng anh em ạ. Chung cư anh em. Ê bạn này, tôi xin lỗi. Mình nó 3 4 thằng anh em. Mày qua mày mấy thằng này ngồi yên luôn. Xem nó dừng đâu anh em. Nó mà tọt xuống dưới thì ngon. Thôi, quả này xe bay rồi, anh em ơi, qua bắn là ngon. Xe lật chắc chắn luôn. Ui thằng này đi xe đẹp đấy. Không lật à? Đi luôn à? Phải nổ đi luôn. Ôi ok em, cảm ơn anh Đức Minh nhé. Trời ngu không cơ chứ. Xin lỗi. Có đá xác mấy thằng này đã nhỉ. Có cái gì á? Con nó tưởng hết người rồi. Xác định lại lúc đồ nhỉ. Ôi, nó nằm đứng đây. Ốp anh em à, ốp trúng kìa. Ốp. Thằng này ốp để qua quyền nó luôn. À thôi bắn SLR nữa anh em. SLR đam to mà. Tịch thu khổ thằng này đã. Em xuống cướp của chúng. Chúng chơi khổ của nó. Lượt con. Lượt con này. Nhà bắn này đâu bắn đấy nhỉ?
Mẹ ngu thật đấy. À, bắn quả đổi 14 bắn là ngon rồi. Trời em bắn quả ngu quá. Quả đổi 14 sao bắn chết thằng kia rồi. Đang định lên cướp cốt nó. Cuối cùng là giờ mất cả chị lẫn trai luôn anh em ạ. Cái vật. Ờ, em cảm ơn Xuân Võ nhá, hello anh. Cả chi lên trai luôn. Em chào anh Đạt HT nhá, hello anh. Em giờ không thấy nó đâu để mình nhận vấn đề này. Mình bắn chết thằng đầu thì ngon rồi. Thằng kia khôn thật đấy, may nó dừng lại bắn luôn. Mà khôn đấy. Nó may vời em xấy hết đạn rồi. May nó dừng lại, nó quả mà đi là nó đi là chết thằng sau rồi. Sao đen thế nhỉ? Toàn quả này. Ok anh con ơi, ok anh. Cay thật. Bữa đi mèo lương 1 tỷ nữa là sao? Ủa chưa anh chào Thành nhá, hello em. Chưa anh Cảnh Thọ ơi. Làm được cái top 1 nào đâu. Lương 1 tỷ là sao Thúy? Gầy á. Dạo này chiều chạy bộ mày ít view thế à? Bình thường em buổi tối thì nó như thế này thôi anh em ạ. Em chỉ có buổi ngày thôi, buổi tối em không buổi tối em ít view á. Đau dừa. Mày cướp nhà ly tao à? Mày thằng bọn này xuống bên nhau không? Mấy thằng nhóc xuống bên nhau không? Hôm qua anh Giang hôm nay nghỉ anh em ơi.
À, chào chị Cutter nhé, tối nay anh Giang nghỉ anh em ơi. Mấy hôm ngồi chơi mấy cái máy không thay đổi. Ôi, anh chào Ngọc Hân nhá. Im lặng, đứng im luôn. Mất thông báo à, anh em ấn lại chấm than notify anh em. Giang gì anh em? Con này kêu hộ đến rồi. Có thân giữa này. Tin không? Bốn mà bắn mấy chục cái dù anh yêu không? Anh chào Minh Mẫn nhá, đúng sơ sơ cũng được 6-7 cái ở đâu, 1-2 cái chứ mấy. Ui cái thằng này đùa phết. Một làm thử quả keo UMP với Uzi đi à? À keo gì đấy anh Thủy Khôi ơi, nhận keo anh ơi, keo gì anh ơi, về luôn đang kiểu cũng đang chán chán bắn mấy khẩu ấy. Được đấy, UMP với Uzi thì cũng được, khẩu bắn xa khẩu bắn gần là vừa đẹp. À, ở ba hôm mình vẫn này à, ok thì coi nhé, nhận kéo anh nhá. Má anh mỗi một ý. Từ mình ngồi cho thằng chạy bắn phát. Ok chắc là lời á. À ok anh Vinh Thịnh nhá. Chấm máu ấy mấy bên hút về à? Ok anh cứ ở bên mình hút đi, không vấn đề gì đâu.
Trời ơi, phải phải anh em biết tại sao? Phải góc của em nó hẹp quá, không kéo được tâm anh em. Đồng thế mà. Chết như ngàn này. Nhiều đạn gì đấy chứ, hai khẩu nó khác biệt nhau quá. Khẩu nào kiểu bắn tầm gần anh em, 49 à, 49 xu. Ui bên này vẫn chưa đút. Uzi thì tầm này viễn được, nhưng mà khẩu U1P9 này nè anh em, khẩu U1P9 này thì bắn được cả xa cả gần. UMP chỉ bắn được gần thôi, Uzi chỉ bắn được tầm gần thôi, tầm xa nó rơi đạn kinh khủng. Chuẩn gì sai ơi, bình thường. UMP9 hơi nhiều. À đây rồi, sai lần UMP đây rồi anh em, trời ơi. Cái khẩu sai lần UMP này mà bắn từ xa, điếm lắm. Từ viên này. Cái này vẫn hơi ít không gì nhỉ. Tính dục tay bà. Không có đây. Không có đây thì quài. Có đây thì khó đi săn lắm. Mình tọt qua nhà máy mua hết đồ anh em. Đủ gì lên về đây nè, cần đi phải thế à, cần gì tao nhặt ít xu nữa nào, 61 xu còn thiếu 10 xu nữa. Ủa, tay cầm VIP luôn, trường hai cái nào xây là cho nó điên. Tí nữa cái khẩu UMP9 quan trọng. Thì nó kiểu nó bắn được cả xa cả gần. À ok anh Vương Lưu ơi, không đọc được comment à. Kèo 50k top 1 rồi. Ok anh chào Lam nhá. Hello em. Đâu nhỉ? Anh cũng theo top 50k tuần này động viên à. Ok anh Vương Lưu ơi. Trời ơi tự dưng kiểu nó bị trôi comment đấy. Em chào anh Lộc Chỉ nhá. Nhiều lúc anh em thông cảm. Ngáo. Ngáo. Nhá cái gì đấy? Ừ. Không, mình cần gì phải mua. Mình cần gì phải mua vẫn chắc 33 nữa anh em. Đây rồi. Mình theo 1 lít nữa bạn ơi ạ. À, ok Lam ơi. Ok em. Trời ơi. Đúng là vừa đẹp gái vừa nhiều tiền. Rồi thế mà thua nó kìa. Lam, em Lam. Nhục nhã thế nhỉ, bắn thế mà thua nó kìa. Trời ơi, mất luôn 60 xu. May mà còn hồi sinh ấy. Trời ơi, Lam nó Lam hỏi phát làm anh phột. Xuống lấy chứ anh em, trời ơi đồ của em. Má cay thật. Đùa. X6 kiểu 60 xu nữa. Đúng là oan gia. Không xe luôn. Ô không nghĩ phải, em không nghĩ là phải nó bắn chết được mình ấy. Mình kiểu mình cũng chủ động mà phải em chủ động đẩy nó đẩy nó thôi, lần sau không mình ngu phải đứng sẵn bom là nó cũng chết rồi, mình giữ nét rồi mà cứ cầm súng bắn nhau. Ừ. Đúng là ngu.
cướp lại đồ anh em. Nó còn lại, nó còn liếm luôn 60 xu của em. Không, bạn yên tâm, mình sẽ lấy anh sẽ lấy 100k của Lam liền. Yên tâm, em yên tâm. Ờ. Anh em có khi nào nó vào mua đồ không nhỉ? Mình qua lúc lại cái đồ của mình đấy. X6 full phụ kiện ấy các kiểu. Đùa. Thằng này nằm thế này đúng không chạy được đâu. Thôi kẹp nách rồi. Nhẹ luôn. Con này thằng này nằm trên này em không chạy được thật. Em hồi sinh rồi. Lại rồi. Nghe phải chủ quan bắn thằng kia ngủ quá. Tôi đi toang hết kèo rồi. Bay hơi xa anh em ạ. Đừng bay. Má cay cái thằng giáo thật. Ui, thằng máy này bắn sao được. Làm lại đi à, ok anh Thủy Khôi nhá, lại lại à, ok. Em lướt tay bắn chết anh mất rồi, anh xin lỗi à. Ok anh Vương Lưu ơi, anh Thủy Khôi vừa bảo làm lại kìa. Thằng máy hơi xa nhỉ. Anh em chờ em một tí nhé, em làm đi lúc nào tí nhé mọi người. Ôi em chào anh Văn Bình nhá. Rồi xuống phệt nào anh em. Nhìn 5m.
một thằng, hai thằng, ít thằng. Cho anh chơi với à, em chào anh Đô Lý Phương nhá, em chào anh. Em chào anh Quang Thủy nhá. Cốp là một cốp em ba ba dù đây nè. Cái này live được 2 tiếng rưỡi rồi. Em làm một mớ thằng ở trên đầu. Có xin khẩu súng. Ra bắn chim. Ai cố đã, cố dí là chết mình ấy. Mình cất thằng trên nhà. Ôi em chào anh Hoan nhá. Ôi đừng có làm cám nào. Ra bờ hồ nhậu thôi à. Thôi anh không dám đâu Thùy Dung ơi. Em cảm ơn anh Thủy Khôi nhá. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ em 200k và số tài khoản nhá. Rồi rồi top 1 ok. Lần này không top 1 chặt đầu anh Giang nhá mọi người. Con đối. U gì bắn nhanh thật đấy. Đời anh mãi không thấy á. Trời ơi không dám. Ơi nó khi nào mời đâu mà bảo đời anh mãi không thấy. À sao anh. Chủ hốp có cho chơi đâu nên. Em có cho không nè. Trời ơi em đang đi solo anh ơi. Top 1 mới cảm ơn à. Mời anh không đi á. Đâu mời anh nào. Anh làm gì có lời mời nào đâu. Hoa. À ok anh Khải nhá. Còn hoa. Anh lo kiếm tiền mới có lúc nào đi đâu á. Thổ như công việc của anh là bây giờ là nó chỉ công việc là chỉ đi kiếm tiền thôi em ơi.
Bây giờ mà không có tiền thì lấy gì ăn đây? Ra như đi chẳng à, đi làm nhậu một mình khổ ghê á. Trời ơi anh cũng toàn nhậu một mình hả em, nhiều lúc ấy nhậu một mình nó còn vui hơn hả em. Cho anh em nào chơi game rủ Phương với. Sao thế anh Phương? Trời ơi không thu mất trinh kênh thế rồi. Úi cháy, cháy hết cả đi. Về em nuôi gặm như em đầy chỉ cần anh nữa thôi. Ui ngồi anh không thích kiểu khi nhà chạm vương đâu em này. Ô, bảo chị ơi anh đô lên phương mà anh. Trời ơi, Phương à? Anh cứ tưởng anh Đô Lê Phương. Trời ơi. Anh chào Phương nhá. Mình cứ tưởng Đô Lê Phương nhá. Anh đang đi solo mất rồi. Anh cứ tưởng là anh Đô Lê Phương kia. Sorry Phương nhá. Lâu lắm mình mới thấy vào. À anh Đô Lê Phương. Trời ơi em cứ tưởng là con Phương kia. Tại vì là Facebook bây giờ nó không cho tích người đấy. Em không biết ông nào đâu ông nào nghe. Anh nào mà đổi avatar là em không biết ông nào đâu nhá. Không tưởng là Phương trước là mod cho em ấy. Đô Lê Phương ấy trước là mod từ benzin này. Đấy, em tưởng ấy. Anh để ảnh người yêu à? Ôi dồi ôi. Em lại nhìn gái thứ hai là em không trách được. Em nhìn gái em tưởng là Phương. Tưởng người yêu à? Ui dồi ôi. Không phải. Trước đây Phương nó Phương nó làm mod bên này mà. Lâu rồi nó ấy rồi. Vỡ mồm cu. Anh Giang không chơi anh em ạ. Anh Giang nghỉ mọi người ơi. Cái thằng này cứ nhìn nha nhìn. Em tưởng con gái luôn á. Ơ thì anh mới bảo mình mới bảo tưởng con Phương kia là mốt. Ủa? Trước Phương nó làm mod benzin ấy xong 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 lúc ấy mình nhiều view mình nhờ nó làm mod này cùng thời với thằng Trung mà thử người yêu không dám. Người yêu đào đâu ra lắm thế bạn, bạn làm như kiểu mình lúc nào không có người yêu không? Nhà tích 6 bắn anh em nhỉ. Cuối 55 xu rồi. Mua bà chắc cú. Mua bà x6. Tôi thấy thì anh mới bảo anh mất quân đi. Cho em cầm máu đánh nhau lắm á. Ô chiến chết nhỉ? Bạn mà thiếu người yêu có chứ. Em mà gặp anh cầm xác định mất thì nó và anh nghĩ là em không còn nó đâu em. Nó nhìn nhỉ?
Cũng tê cũng khỏe lắm ấy. Nè nó kìa. Sao bắn toàn solo toàn thua nó nhỉ? Cái thật. Nãy giờ solo toàn thua nó luôn. Nhảy đúng như hồn mình. Thằng kia nó nhảy lên cứu rồi. Em chào anh Trung Hoàng nhá, chào Lê Tới nhá. Em xin slot, anh xin slot á, em đang đi solo rồi anh. Kiểu em nhát bắn đánh. Má bảo gì thế mà thua nó. Anh em. Để mình vào đánh bạn á. À, hôm nay sinh nhật Lam đúng không? Ok. Bạn thì ok. Xong rồi. Mày lại giết tao đúng không? Đù. Bắn hay em. Không phải bắn gà đâu. Nó lại bắn lén em chết anh. Không phải anh kì đâu em này. Anh bị nó bắn chết đấy, không phải kì đâu. Trời ơi. Cướp bên nick anh Giang anh em này, sẽ cướp bên nick anh Giang. Wow, mặc bộ đồ này thử xem nó bộ đồ Blackpink. Anh Giang hôm nay ngủ nghỉ nha anh em, anh Giang ngủ. Hôm nay mặc quả bộ đồ Blackpink xem. Thì ok anh, trời ơi bực mình thật, toán bị nó kiểu không phải. Con người ấy thích bực mình.
vào chơi với Dung là anh Đô Ly Phương là vợ, người yêu cạo đầu luôn ấy. Đô Ly Phương, người yêu anh Đô Ly Phương cạo đầu luôn ấy. Với anh á. À, kia bắn nhau như mưa bên kia. À, anh Giang nghỉ anh em ơi. Muốn qua bên kia em kiếm quá. Đây em bắn kèo anh ơi. Ui mẹ, đau thế. Lực đau thế. Anh cầm này cái tóc nhìn đẹp trai ghê. Có anh lúc nào chả đẹp trai em. Bắn ngu nhưng mà được cái bắn đẹp. Bắn đẹp trai, ok. Em lại vào nhanh thế. Em sao bắn ngáo ngáo gì? Không phải ngáo, mình không nghe gì luôn. Thật. Ừ. Nhỉ, em. Hôm nay em bắn mấy hôm nay em bắn như